Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các anh em ngày hôm qua đã mua hàng ủng hộ cho kênh nhá. Hôm qua sản phẩm Whey Protein Isolate, sữa tăng cân giảm mỡ của hãng Body Gold, thương hiệu nằm trong top 5 thương hiệu nổi tiếng nhất tại Việt Nam về sữa dành cho người tập thể hình, đã bán được gần hết sản phẩm được khuyến mại rồi. Và hôm nay thì vẫn còn khuyến mại anh em nhá, vẫn còn sản phẩm khuyến mại. Tuy nhiên tôi nghĩ là bán lốt hôm nay là sẽ hết thôi. Thế nên là anh em nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này về để tập thể hình, tập thể dục thể thao cũng như là tăng cơ giảm mỡ thì anh em hãy mua luôn đi nhá. Nốt ngày hôm nay thì sẽ không còn cái sản phẩm với cái giá khuyến mại nữa đâu. Anh em nào mua thì ấn vào giỏ hàng ở phía bên dưới, phía bên trái màn hình video anh em nhá. Hoặc anh em có thể tìm thấy thông tin sản phẩm ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mua hàng và chúc các anh em sẽ tìm được những cái sản phẩm như ý. Hiện tại ở trên kênh của tôi ấy, thì tôi đã xác định được là hợp tác lâu dài với hai nhãn hàng. Một là nhãn hàng Enfood bán khô bò, và thứ hai là tiệm Phố Núi là chuyên các sản phẩm healthy và những cái sản phẩm organic. Mà đợt trước là tôi bán mật ong đấy. Đây là hai nhãn hàng mà tôi xác định là tôi làm việc lâu dài đấy, và chất lượng là rất là ok anh em nhé. Đấy, và khi nào mà họ có những cái chương trình khuyến mại với cái giá đặc biệt tốt thì tôi sẽ bán ở trên kênh. Đấy, còn ở thời điểm hiện tại kênh đang có chương trình dành cho các nhà bán hàng. Kênh sẽ quảng cáo các sản phẩm của các nhà bán hàng mà không lấy phí quảng cáo. Các bạn bán hàng chỉ cần gửi những cái sản phẩm chất lượng của các bạn và đổi tiền, đáng lẽ ra là chi phí quảng cáo ở trên kênh, thì chuyển thành mã giảm giá cho khách hàng theo đúng như tiêu chí của kênh. Đấy là tôi muốn các anh em ở trên kênh của tôi sẽ mua được những cái sản phẩm tốt nhất với giá là rẻ nhất nha anh em nhé. Xin lưu ý ở đây là sản phẩm có chất lượng anh em nhé. Và nếu mà có thương hiệu đã có uy tín ở trên thị trường thì càng tốt. Tôi rất là vui khi được hợp tác với những nhà bán hàng như thế. Cam kết là hoàn toàn không lấy một đồng quảng cáo nào ở trên kênh. Chỉ nhận 5% tiền hoa hồng cho mỗi sản phẩm được bán ra thôi. Đấy, tôi bán được hàng cho cửa hàng thì tôi mới lấy tiền. Còn không bán được hàng thì không lấy tiền nha anh em nhé. Đấy, chủ yếu là làm thế nào để có thể cân bằng lợi ích của các nhà bán hàng, người xem cũng như là tôi. Ok nha anh em nhé. Và ở thời điểm hiện tại ấy, thì có rất nhiều nhãn hàng cũng đã liên hệ với tôi rồi. Đấy, nhưng mà cái quyết định mà hợp tác lâu dài ấy, thì nó còn là cả một cái quá trình. Đấy, trước tiên là cái quá trình về kiểm định cái chất lượng của sản phẩm. Trước khi mà bán bất cứ một cái sản phẩm nào ở trên kênh là tôi thường là tôi sẽ đặt mua trước để tôi dùng thử trước đã. Sản phẩm ok thì tôi mới gắn link ở giỏ hàng anh em nhé. Đấy, còn cái việc mà bán hàng kết hợp lâu dài thì nó cũng là cái quá trình của hai bên hợp tác với nhau để xem là cửa hàng họ làm việc như nào, có ok không, có chuẩn chỉ không, thì nó sẽ dẫn tới là cái câu chuyện là hợp tác lâu dài. Trước đây thì anh em biết là tôi làm kiến trúc sư, tôi làm một YouTuber hay là tôi làm một nhạc sĩ đúng không? Thì bây giờ anh em mới biết thêm một cái nghề mới của tôi, đấy chính là nghề tiếp thị anh em nhé. Nhân viên tiếp thị. Ok rồi, thôi chúng ta sẽ tập trung vào con game. Game này thì anh em nhìn anh em cũng biết là tôi chơi gì rồi đấy. Đối với một cái người mà đam mê những cái bộ bắn trưởng như tôi ấy, thì khi mà nhìn thấy cái bộ truyền thuyết nó có con rồng 5 đô thì chắc chắn là nó sẽ là cái bộ 5 rồng 9m. Không nói nhiều anh em nhá, kiểu gì nó cũng là cái bộ đấy thôi. Kể cả không có rớt. Đấy, không cần rớt. Tôi chơi cái bộ đấy tôi không cần con rớt luôn. Ok, thuyền trưởng này. Thuyền trưởng cho vào luôn nào này cũng được. Ui, ra rồng tiếp này. Đây, như này. Tạm thời thế đã. Thiếu slot. Bán nó gì đây? Tôi nghĩ là tôi sẽ bán nó Sky. Skybreaker thôi. Chắc là cũng không cần phải giữ cái bộ này lâu đâu. Goblin Mech tôi sẽ giải tán sớm thôi. Ui lại rồng này. Thôi được rồi,
cho Human vào. Round này cho Human vào luôn. Kết hợp với cả ba con Human và ba con Goblin. Vừa kiếm được sách mà vừa kiếm được công nghệ mech luôn. Tận dụng cái lợi thế đầu game anh em ạ. Ê kìa, treo này. Ui giời ơi. À ui giời, ai chào kìa. À, anh em nào ở trên kênh à? Nhưng mà chào chào kiểu hai idol thì tôi rất ngại để trả lời nhá. Anh em xem kênh tôi nhiều anh em biết đấy. Bởi vì tôi chưa chắc là chào tôi. À, thôi cứ từ từ là để xem là có phải là mình không. Không phải là mình thì thôi. Ok, đấy, thắng là có sách, vừa có sách vừa có công nghệ background. Quá tuyệt vời. Mình có đang nghi quá không nhỉ? Thực ra anh em chào tôi là tôi rất muốn chào lại, chào càng nhanh càng tốt ấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ là bị lừa thôi, tôi bị một vố như thế rồi. Cảnh giác cao độ. Để xem lại xem là có phải là cái round đấy là gặp cái ông kia. Rồi, chào chào ông này được. Cảm giác như là chào mình ấy. Ok. À cái kia, bộ tủ à, bộ tủ à. Có phải không? Đúng rồi, bộ tủ đấy còn gì nữa. Fan đấy, fan cứng của tôi đấy. Nhìn là biết tôi chơi gì là biết rồi. À, bộ tối thượng. Tối thượng hay không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là ván trưởng rồi. Anh em này chắc chắn là một cái người mà xem tôi đều đặn đấy. Không bỏ clip nào. Tôi chỉ có ván trưởng thôi anh em ạ. Có thể là chơi bất cứ cái bộ nào, nhưng mà nó sẽ là bắn trưởng. 05 dòng 9m thì có thể là God, hoặc là có thể là 9m fake, hoặc là có thể là cái gì đấy. Nói chung là bắn trưởng thôi. Lancer tiếp này. Up cấp rồi cho thêm con Lancer vào cũng ngon, hoặc là cho thêm Mage vào. Nhưng mà round tiếp theo ấy, chúng ta gặp một cái thằng nó cũng khá là yếu. Thế tôi nghĩ là thôi, có khi là không up cấp đâu. Round này có khi lock lại giữ tiền ấy. Tiết kiệm tiền một round. Cái round này chúng ta cũng có một cái công nghệ free để roll rồi. Coi như là làm mới round sau thôi. Rồi. Up cấp lên để giữ chuỗi này. Ok. Roll luôn. Úi rồi, ra đấy. Ra cả sói nữa này. Ây à. Thế thì từ từ nhá, 6 human rồi, 6 human rồi. Rồi, bán mấy con này đi. Được đấy. Thiếu một con human nữa thôi anh em ạ. Bây giờ ra bất cứ một con ngựa nào là được. Agali hay là Avenger Clyde hay là rồng đều ok hết. Thiếu một human nữa thôi. Trận này khả năng là ra human sớm đấy. Mới có round 12. Thunder luôn này. Con Thunder này thì bây giờ chắc phải bán một con rồng đi. Roll mấy cái đã nhá. À ôi rồi, đây rồi. 6 human rồi. Thôi, thế thì bỏ con đấy anh em ạ. Bỏ con Lancer. Lancer bỏ đi thôi. Đúng rồi. Hết slot rồi. Thôi bỏ Lancer đi vậy.
Ok, lóc lại. Rồi, ok đấy. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thôi sách lại cắn hết thôi. Ôi giời, tôi chết rồi. Ôi giời, quá tay. Ấn luôn vào cái công nghệ drone ạ. Thế là tôi mất cái con Thunder rồi. Ui trời ơi. Sai thế. Vãi. Sai lầm chết người của Tuấn Cơm. Mất một con Thunder rồi này. Cái tội tay nhanh hơn não đấy. Cái gì mà đã xin top 2 rồi. Nhìn thấy tôi xanh như thế này là chỉ top 2 luôn à? Bình tĩnh. Mới đầu game chưa biết được thế nào đâu. Chán quá anh em ạ. Quả tay nhanh hơn não. Quả đấy mà kéo được cái con Thunder xuống rồi roll phát lửa có khi lại vớ vẩn lại ra được Thunder 2. Chán đời. Tại sao lại có cái công nghệ nó ở đấy nhỉ? Cái vị trí đấy. Hy vọng là cái sai lầm đấy có thể sửa được anh em ạ. Bán con này đi. Không cần đâu. Đó. Hy vọng là round sau ra là con Flame 2 sao. Flame 2 sao thì coi như là gánh luôn. Bởi vì là thực ra là nếu mà lên level 8 ấy thì tôi sẽ cho 3 rồng vào. Đấy. Chứ còn cũng không kẹp thêm cái con Tinker nữa. Không kẹp thêm con Heaven Bomber nữa. Chúng ta có 3 rồng khỏe hơn. Round sau con rồng nó sẽ cầm đồ. Ừ, trứng này. Lẽ ra là có con Thunder 2 sao đấy. Quả không phải ấn nhầm thì chắc là Thunder 2 sao là giữ chuôi luôn đến round 20 luôn ấy. Thôi rồi. Lên level 9 luôn này, 6 mét luôn này. Đấy. Mặc dù là toàn một sao thôi nhưng mà cái Celesi bây giờ nó là mắc bình rồi. Đánh ở level 9. 6 human 6 mét. Round 16. Quá khỏe. Round này thì chắc là không mua được cái quả trứng đâu nên là chúng ta lóc lại thôi. Quá khỏe rồi anh em ạ. Hoạt trưởng là một cái là dọn dẹp đối thủ rất nhanh. Trận này có cơ hội lên 12 đấy. Bây giờ chỉ cần một trong hai con là con già hoặc là con Dragon Claw ấy mà nó ra thì tôi đập trứng luôn để tôi giữ cái chuỗi này. Chắc chắn đấy. Con nào cũng được. Một trong hai con thôi. Thunder cũng được luôn. Một trong ba con. Bây giờ cứ ra con nào đập trứng con đấy luôn. Trên này có Glacier kẹp với cả cá. Không biết là gặp thằng đấy có ăn được không. 6 Glacier tầm này thì chắc là tôi thua đấy nhỉ. Có Lancer rồi. Tầm này mà gặp 6 Glacier Lancer 2 sao thì ăn nổi không. Với cái đội hình như này. Khả năng là nếu mà Dragon Claw mà lên được 2 sao thì vẫn ăn được. Lượng đam có thể nó sẽ đam đánh tay nó có thể tiêu diệt được con đấy. Tầm này chưa gặp 9 Warrior thì cũng không sợ đâu. Đây này. 6 Glacier kẹp cá nhưng mà may quá gặp thằng sớm. Lancer mới 1 sao thôi. Đấy, được được được. Rồi. Ui dồi ôi, Thunder 2 sao kèm thêm một con rồng 2 sao nữa à.
Thế thì nó lại quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Trời ơi. Thế này thì chuỗi này dài đấy, chuỗi này sẽ còn kéo dài. Vô địch. Mặc dù đã mắc sai lầm khi mà mất một cái con Thunder ở cái round 14 đúng không? Chúng ta nhanh tay quá nên là bị roll mất cái con Thunder. Nhưng mà bây giờ nó ra một lúc hai con luôn anh em ạ. Quá là ok. Tuyệt vời. Kèm thêm đấy là một con Dragon Clay 2 sao nữa thì làm sao mà thua được đây. Trời ơi, nó lại coi như là nó chuẩn đến từng round luôn. Cái round mà gặp cái bọn Clay là tôi ra, đúng cái round gặp bọn Clay tôi ra con Dragon Clay 2 sao. Thế là chuỗi này lại giữ được. Quá tuyệt vời. Rồi xong rồi. Mà này, để tôi mà chuỗi dài như này là vớ vẩn, là tôi là coi như là 100% màu đấy, không đùa đâu. Để chuỗi dài như này thôi, các bạn xác định rồi. Khi mà tôi có cái chuỗi dài mà tôi có tiền ấy là tôi sẵn sàng là tôi xả tiền để tôi giữ chuỗi luôn. Cực kỳ mạnh luôn nhá. Form như nào? Form mắc bình luôn. Sau round 21. Level 10, 5 rồng, 5 rồng 6 mét, 6 human đánh ở level 10. Quá mạnh rồi. Thậm chí có thể lên 11 sớm. Trận này cũng có warrior nhá. Nhưng mà tôi xanh như này thì warrior không có cửa rồi. Gặp 5 rồng 9 mét thì đỡ làm sao được. Rồi, sách cứ cắn lên thôi. Với những cái trận đấu mà như này tôi không có phải tiết kiệm làm gì cả anh em ạ. Có bao nhiêu sách là cắn hết. Bởi vì là thực sự là sau round 21 thì đội hình này vẫn quá mạnh để mà có thể là đánh tiếp cái chuỗi này, giành những cái chiến thắng để có sách. Nên là sách bây giờ là dùng mà xả láng vô tư luôn, không phải nghĩ rồi. Còn cái số tiền còn lại chúng ta dùng để chúng ta roll thôi. Bây giờ mà ra được thêm mấy cái con rồng lên 2 sao nữa thì tôi sẵn sàng là tôi bỏ rồng và tôi đánh tiếp. Còn nếu mà rồng chưa lên được 2 sao thì tạm thời cứ để human thôi. Quá tuyệt vời. Lấy cái dìu pha lê luôn, không phải nghĩ. Tí nữa đằng nào cũng đánh với warrior. Ok. Rất có thể là tôi sẽ chuyển bài. Cái này thì chưa biết được. Bởi vì tôi ra con máy bay nên tôi sẽ mua săn cái con súng ở đây. Đấy, để tí nữa có thể là tôi sẽ chuyển sang cái bài Hunter chẳng hạn, cũng ngon. Hiện tại là có sẵn hai con Hunter rồi. Đồ giờ tạm thời lấy co cho là con rồng. Tí nữa mà giả sử nhưng mà nó ra cái bộ Hunter ấy mà có Kira các thứ, tôi sẽ chuyển sang Hunter. Tôi đánh là máy bay kết hợp với Kira kết hợp với 9 Hunter, đánh ở level 11. Ok nha anh em nhá. Quá khỏe. Thêm cái long bào nữa thì cái con máy bay này nó tuyệt vời luôn. Long bào kết hợp với cả Kira kết hợp với cả Hunter. Rồi, trận này là có gót đỏ này. Nhưng mà vào rồi cũng đi thôi. Sắp đi rồi. Hai round thắng nữa thôi. Chỉ cần hai round chiến thắng nữa thôi là chúng ta sẽ lên được level 11. Lên được 11 là sẽ kẹp được 5 rồng. Tôi nghĩ là sẽ còn kéo dài cái chuỗi đấy anh em ạ. Tầm này đội hình nó vẫn rất là mạnh luôn.
Bây giờ chỉ có cặp 9 Warrior thì may ra mất chuỗi rồi thôi. 6 bit cũng chưa chắc đã thua nhá. Tầm này có thằng 6 Warlock này, 6 Clyde kết hợp với Glacier rồi. 6 Glacier, cặp 6 Glacier tôi nghĩ vẫn ăn được. Hoạt trưởng clear khá khá, xong con rồng là bắn tiếp. Ok, gặp beat này. Clear nhanh thôi. Ok. Thầy cũng đã kẹp sẵn cá vào rồi đấy. Nhưng mà không ăn thua. Một trận nữa thôi, một round nữa. Lại đưa ra công cửa này này. Tạm thời chắc bán con súng đi đã. Rồi, lốt round này là chúng ta sẽ lên được 11. Chẳng may mà mất chuối ở round này thì kiểu gì cũng vẫn lên 11 thôi. Round sau. Round 25 mà lên được 11 rồi. À không, không, round 25 cũng chưa được. Phải một round nữa. Round này phải 4 quyển sách mới lên được 11. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được thôi. Bây giờ tầm này chả thua được thằng nào đâu. Có thằng Lancer 2 sao nhưng mà ở trong cái bộ 9 Warrior mới sợ. Ok, 6 Warlock à. 6 Warlock. 6 Warlock, cảm ơn nhá. Trời ơi, bây giờ còn chơi 6 Warlock ạ. Ao hơi ta lắm rồi. Quá là ok luôn. Rồi, vậy là lên được 11 rồi. 5 rồng vào cái đã. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đang trên con đường lên level 12 đây. Để mà tôi lên được 12 xác định luôn là trận này 100% màu để hết game. Không nói nhiều. Dã man. Liệu rằng là chúng ta có thể lên được level 12 không đây? Chứ còn lên được tối thượng thì thôi, tối thượng thật rồi đó. Quá mạnh, áp đảo thật sự luôn. Trời ơi anh em nhìn này, Clyde này. Clyde Lancer 2 sao. Mềm như bún luôn. Quá mạnh. Rồi rồi, rau quái từ từ đã. Thằng Warlock đi rồi. Đùa chơi meta lấy con chơi Warlock ạ. Warlock còn bị beat kia nó đấm cho. Nói chung là meta toàn beat và dám chơi Warlock thì cũng dũng cảm đấy. Rồi 6 Glacier, Dash Split 2 sao, Velomancer 2 sao. Ok. Khá là khỏe đấy nha. Sau này có thể sẽ đổi một cái món đồ cam luôn. Lấy cầm cánh thôi. Trận này gặp toàn Glacier với Beat thì đấy là cái sự lựa chọn tuyệt vời rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ đổi. Để xem nào. Chưa đổi được đồ cam. Vẫn đang thiếu. Bán bua cái máy bay đi anh em ạ. Thôi. Thế thôi đã. 50 tiền đã. Trận này là form về 5 dòng 9m được rồi. Nên là tôi không chơi máy bay nữa anh em nhé. Bài quá đẹp rồi. Bây giờ chưa đổi được đồ cam nên là tôi bây giờ tôi chỉ đổi một đồ thôi.
Ok. Bao giờ đủ đồ cam thì chúng ta đổi. Còn bây giờ cứ mấy cái đồ mà không cần thì chúng ta vứt bớt đi. Lancer 2 sao này, trong 6 Glacier này. Bị cấm đánh đến chết này. Lấy đồ cấm đánh đúng là tuyệt vời luôn anh em ạ. Thôi xong rồi. Đi luôn. Có đánh được phát nào đâu. Lancer chưa kịp đấm phát nào thì đã bay màu. Rồi, đang trên cái con đường lên 12 đây. Bad Omen. Quá ok. Bad Omen 9m 5 rồng kết hợp với Bad Omen đánh ở level 12. Được của nó luôn. Sẵn quả trứng ở đây rồi. Bây giờ roll hên hên lại ra Bad Omen nữa. Đập trứng luôn cho Bad Omen luôn. 100% màu để hết game. Đẩy cho nó nhanh anh em ạ. Vô địch. Tầm này mà Bad Omen ra thì beat kẹp với cả 4 cá thì cũng sung hồ. Beat là quyết tâm là cắt chuối tôi bằng cách là kẹp 4 cá vào luôn đấy. Định là cắt chuối của tôi đây. Nhưng mà đâu phải đánh của mình với tôi đâu. Đánh với còn lại còn rất nhiều người cơ mà. Xác định là cắt chuối đấy hả? Và đấy nó sẽ là cái sai lầm đấy. Cái tầm này thì tốt nhất là nên để beat 6 beat vào trước đã. Kẹp với 2 cá thôi. Còn định kẹp 4 cá để ăn tôi thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Xả tiền mạnh ra này luôn. Cho các bạn sợ luôn này. Ui dồi, quả trứng nữa này. Đá thế cho các bạn sợ luôn. Rồi ôi, quá tuyệt vời. Thừa trứng để làm cái điều đấy. Ui dồi ôi, thôi. Xong rồi. Xong rồi các bạn ạ. Dùng 5 đô luôn. Thôi, giải tán human cái đã này. Đập trứng luôn. Thôi rồi đấy, xong rồi đấy. Tôi đã nói rồi, nếu mà để tôi có chuối thì xác định luôn. 100% màu đến hết game nó là có thật đấy anh em ạ. Không đùa đâu. Xong rồi. Thế này thì các bạn đỡ kiểu gì đây? Quá tuyệt vời. Không thể cản nữa rồi anh em ạ. Không thể cản nha anh em nhá. 9 Warrior kìa. Trời ơi. 9 Warrior Lancer 2 sao. Nào bây giờ làm nào. Làm nào. Ôi trời ơi, đi luôn ạ. 9 Warrior Lancer 2 sao thì cũng thế thôi. Ai bảo là Lancer là counter mate. Bây giờ Lancer 3 sao thì may ra mới có cửa. Còn Lancer 2 sao thì bây giờ không có cửa counter mate đâu. Round 29 rồi. Dự định là 31 round là kết thúc anh em ạ. Round này là chắc chắn là một người ra đi nữa. Vậy là round 31 là hết rồi. Cứ ai gặp tôi là đi thôi chứ còn không đỡ đâu. Tầm này là vô địch thiên hạ rồi. Không còn có cái cửa nào cho đối thủ nữa rồi. Hết cửa. Bây giờ tôi nói thật với anh em, chấp cả 6 cá luôn ấy. Chấp 6 cá luôn. 6 cá nhưng mà đây là toàn đồ đánh tay anh em ạ. Tôi lấy đồ cho rồng, tôi lấy đồ cho Bad Omen. Toàn đồ đánh tay và toàn đồ gì? Toàn đồ là gọi đệ. Đấy. Tí nữa nếu mà chuyển đồ sang là cho gì? Cho rồng với cả cho Bad Omen để đánh với cả 6 cá thôi. Anh em nhìn này, ui rồi ôi. Vậy là 29 round là kết thúc trận đấu à? Dã man, cửa này cũng không có cửa ăn được mết nữa rồi. Ui rồi còn một máu ạ, à. Đi luôn đi cho xong. Lại làm cho lỗi đầu thêm dài như này. Thêm được một round thì có làm gì được đâu, khổ. Một máu. Đằng nào cũng thua nhưng mà đây chắc là ý trời rồi. Ý trời rồi anh em ạ, trận này chân mệnh thiên tử rồi. Chọn đúng lên văn minh là một nhá. Thứ hai là gì? Line up thông thạo 10. Line up tủ của tôi luôn. Đấy. Thứ ba là trời ơi, có một cái sự may mắn nhất định. Trận này kiểu chất mệnh thiên tử rồi anh em ạ. Không có ông nào có thể cản nổi đâu. Đã vào line up gọi là tủ rồi nhá. Xong rồi lại còn được độ nữa. Thôi, các bạn xác định luôn. Không có cái cửa gì mà đang chuẩn bị sẵn là đánh cả 9m đến nơi rồi đấy anh em ạ. Bây giờ là đã chuẩn bị đánh với 9m rồi.
Nếu mà đối thủ mà có khả năng mà chuyển sang 9m là tôi vẫn có thể ăn được luôn. Nhưng mà đối thủ này thì không chuyển sang 9m được rồi anh em ạ. Chơi 6 climb mà chuyển sang 9m thì nó hơi khó. Bán là phải bán toàn bộ đội hình đi. Đấy, nó khó lắm. Còn đây tôi xác định là đồ giờ là nếu mà 9m nhá thì sẽ chuyển sang là rồng cầm đồ và bát omen cầm đồ. Thế thôi. Chơi đánh tay luôn. Chơi đánh tay và gọi đệ. Thậm chí chúng ta chuyển sang beat luôn cũng được. Nhưng mà tất nhiên là cái trận này chúng ta không cần phải làm thế. Bởi vì là trò chơi kết thúc rồi. Bây giờ kỵ sĩ này làm gì ăn thua mà đánh được với mết đâu anh em. Không đánh được. Mà nhất là mết ở đây là mết 5 rồng. 5 rồng 9m quá mạnh rồi anh em ạ. Mết tối thượng. Tầm này chỉ có 6 cá thì ăn được thôi. 6 cá thì ăn được 9m 5 rồng. Đấy. Rồi xong rồi. Tiếc là không lên được con Dragon Clay lên được 3 sao. Bởi vì trò chơi nó kết thúc sớm quá. Kết thúc nhanh quá rồi. Lẽ ra là kết thúc của round 29. Nhưng mà đây kéo dài là round 31. Xếp đội hình làm cái gì. Trời ơi. Bạn nghĩ là bạn có thể ăn được sao. Nhìn kìa. Có Lancer. Lancer vào vắt bay màu luôn. Cái quả thái dương hạ san là bay màu thôi anh em ạ. Trời ơi. Không thể có cửa ăn được. Quá dã man cho cái trận đấu cuối tuần anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian mà anh em thấy cái trận đấu ngày hôm nay quá nhanh thì anh em hãy chọn clip bên trái anh em nhá. Một trong những siêu phẩm hay nhất ở trong tuần này. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Anh em sẽ chứng kiến một con Tabu Witcher mạnh nhất từ trước đến nay. Khi mà trong một giây nó có thể tung skill 5 lần anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!